Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của đặc sủng hay sự lôi cuốn. Đặc sủng có ý nghĩa gì trong tôn giáo? Định nghĩa của đặc sủng: một quyền năng phi thường như chữa lành được Chúa Thánh Thần ban cho một cơ đốc nhân vì lợi ích của nhà thờ. Đặc sủng của một trật tự tôn giáo là gì? Sự lôi cuốn của người sáng lập là món quà và lời kêu gọi cho phép người sáng lập thành lập một gia đình tôn giáo cụ thể. Một quá trình tìm kiếm mang tính phản ánh, sáng suốt và đối thoại sẽ làm sáng tỏ ý nghĩa của đặc sủng của viện để nó có thể được sức giàu và giải thoát cho sự phục vụ của Thiên Chúa và dân tộc của ông ta. Một ví dụ của một sự đặc sủng là gì? Theo định nghĩa nghiêm khắc nhất, các đặc sủng chỉ dành cho những món quà phi thường như tiên tri, Glossalia, v.v. lợi ích của giáo hội. Sự lôi cuốn của nghĩa là gì trong giáo hội công giáo? Đổi mới công giáo là lôi cuốn, là một hiện đại của ân sủng trong giáo hội công giáo, kết hợp các khía cạnh của cả thực hành, phong trào công giáo và đặc sủng. Những người công giáo thực hành việc thờ phượng lôi cuốn thường tổ chức các buổi cầu nguyện bên ngoài thánh lễ và có những món quà như tiên tri, chữa lành đức tin và Glossolalia. Sự lôi cuốn của các giáo sứ thế tục là gì? Các đặc sủng Francisco thế tục không được trao vào cho một cá nhân như đến một nhóm các anh chị em. Do đó ngay từ đầu, nó là một nhóm được hình thành bởi giáo hội thánh và chỉ trong bối cảnh này đặc sủng mới có thể phát triển mạnh. Đặc sủng của dòng tên là gì? Một đặc sủng là một ân sủng hoặc tài năng được Thiên Chúa ban cho một người đặc biệt. Thiên Chúa đã ban những ân sủng đặc biệt hoặc đặc sủng cho thánh Anastasius mà bây giờ giúp phân biệt dòng tên. Tại một trường đại học dòng tên, những đặc sủng này giúp xác định cách chúng ta tương tác với sinh viên, bệnh nhân và cùng nhau. Là lôi cuốn là một điều tốt phải không? Người lôi cuốn truyền cảm ứng cho sự tự tin. Giá trị cá nhân và sự tự tin của họ xuất hiện mạnh mẽ ngay cả khi họ không. Họ có niềm tin vào khả năng, kiến thức và giá trị của họ. Họ cũng biết tâm giới với tự tin và tự ái. Chia sẻ sự tự tin của bạn với người khác để họ cảm thấy mạnh mẽ hơn trước sự hiện diện của bạn. Đặc sủng của dòng Dominican là gì? Bốn trụ cột của Dominican là cộng đồng, mục vụ, học tập và cầu nguyện. Đây là những tiêu chuẩn của cuộc sống mà Damien sống. Họ viện thánh Catherine được xây dựng dựa trên những trụ cột này, tạo ra một cộng đồng tràn đầy niềm tin nơi sinh viên của tất cả các tín ngưỡng có thể phát triển trong tâm linh cá nhân của họ. Nhà thờ nào lôi cuốn sự chấp nhận tín ngưỡng ngũ tuần này của những người trong các nhà thờ lịch sử được gọi là phong trào lôi cuốn. Các đặc sủng được định nghĩa là các Kitô hữu chia sẻ với ngũ tuần, nhấn mạnh đến các ân tứ của thánh linh nhưng vẫn là một phần của nhà thờ chính thống. Neo lôi cuốn có nghĩa là gì? Các neo lôi cuốn có ba sóng lôi cuốn hoặc hyper lôi cuốn. Phong trào là một phong trào trong phúc âm tin lành cơ đốc giáo mà bao gồm một phạm vi đa dạng của các nhà thờ độc lập và các tổ chức nhấn mạnh sự sẵn có sau kinh thánh quà tặng của Chúa Thánh Thần. Tân lãnh đạo lôi cuốn là gì? Cách tiếp cận lãnh đạo lôi cuốn mới về cơ bản liên quan đến quá trình thay đổi và do đó chuyển đổi những người theo dõi. Quá trình này chứa các khía cạnh lôi cuốn và có tầm nhìn đặc biệt được hiểu là nằm trong các đặc điểm của mô hình hành vi và tiếp theo của người lãnh đạo. Có gì sai với phong trào lôi cuốn? Các phong trào lôi cuốn đã không gây ảnh hưởng tương tự trên giáo hội chính thống rằng có liên quan đến tên Christian chủ đạo khác, mặc dù một số linh mục chính thống có thực hành đặc sủng tiên tiến trong các hội thánh của họ. Phong trào được gọi coi là không tương thích có với chính thống giáo bởi các nhà văn trong nhà thờ.
Một người lôi cuốn như thế nào? Người lôi cuốn tự tin theo cách tích cực, không khoe khoang hay tự cao tự đại. Đặc sủng, người ta cũng có rất tốt thuyết phục và kỹ năng ảnh hưởng. Họ thường có thể khiến mọi người muốn những gì họ muốn và hợp nhất trong một nguyên nhân chung. Khả năng này có thể được sử dụng cho tất cả tốt và xấu. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.